Chúng tôi, Ban nữ công công đoàn giáo dục thành phố thường hay nói, chị Bích Thủy, người chị cả của chúng em, là một cán bộ công đoàn xuất thân từ ngành giáo dục, nên chị luôn thấu hiểu, quan tâm và dành nhiều tình cảm đối với chúng tôi. Đó là chị Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm thấy chị thật sự là một người chị một người bạn rất chân tình trong công việc chị luôn dành cho chúng tôi sự góp ý nhẹ nhàng và thân thiết dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa với chị các hoạt động của công đoàn ngành giáo dục là chị luôn quan tâm nói như thế nhưng chúng tôi chắc chắn tin rằng với bất cứ công đoàn ngành nào quận huyện nào chị cũng đều quan tâm như vậy có lẽ bởi do một phần ở vai trò của một người chị cả một mình chị phải luôn lo lắng và chăm sóc cho đàn em từ những tháng ngày còn trẻ cứ thế hết lo cho em út trong nhà chị lại phải lo lắng và chăm chúc cho đàn em công đoàn của chị và cho đến tận bây giờ chị vẫn thế vẫn một mình trên những quãng đường chị đã và sẽ đi qua với cương vị của một lãnh đạo cấp trên nhưng đối với chúng tôi chị luôn gần gũi giản dị và chân chất chưa có bất kỳ một lần nào chị không quan tâm hỏi han và chỉ bảo những điều mà chúng tôi chưa rõ làm việc với chị chúng tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và không có chút áp lực nào có những ngày chị đã cùng chúng tôi vất vả trong những hội thi vì chị luôn là người quan tâm đến chúng tôi trong mọi cuộc hành trình. Đó là những hôm mưa ngập đường, chị vẫn lặn lội đến cung văn hóa lao động, nhà văn hóa thanh niên để ủng hộ tinh thần các em của chị. Cả những ngày nắng oi ả, chị vẫn không vắng mặt các hội thi mà chúng tôi tổ chức ở Đầm Sen. Mọi chương trình, mọi hoạt động mà chúng tôi thực hiện thành công là chị lại vui mừng và khích lệ bởi lẽ với chúng tôi chị luôn dành một tình cảm yêu thương chân thành quả đội thế rồi thời gian cũng lại trôi đi thật nhanh chị đã tạm xa công tác nữ công thân quen đó là điều làm chúng tôi rất buồn từ nhiều tháng trước đây bởi những hành trình của chúng tôi sắp tới sẽ thưa dần gặp chị dù vậy chúng tôi vẫn tin rằng chị sẽ mãi dõi theo chăm chúc và bảo ban chúng tôi như những ngày tháng đã qua tôi may mắn có đợt đi công tác với chị ở hà nội và chị đã cho tôi một cảm giác được làm em thật sự chị dung dị chân thành như một người chị không hề có sự cách biệt giữa cấp trên với cấp dưới chị cùng đưa tôi đi thăm họ hàng người thân cùng dạo phố và dùng buổi tối Tất cả đã trở thành kỷ niệm khó quên ở trong tôi Đặc biệt trong tháng 2 2017 Dù chị bộn bề công tác Nhưng chị đã cố gắng dành ngày nghỉ cuối tuần Để tham gia chuyến giao lưu của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố Trong đợt họp mặt giao lưu với các anh chị cán bộ công đoàn nghỉ hưu và chuyển công tác dù cặp rập vội đi và vội về để thực hiện công tác nhưng chị đã hết mình với anh chị em cán bộ công đoàn ngành giáo dục trong buổi giao lưu chị đã để lại trong chúng tôi hình ảnh của một cán bộ công đoàn thật đáng quý mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ tôi được may mắn có hai lần đi công tác cùng chị và được nghe chị tâm sự tôi càng yêu quý chị nhiều hơn với vai trò người chị cả có đông em út chị đã lo toan chăm chút cho tất cả các em của mình nên người và giờ đến lo cho các cháu tôi càng kính trọng với tất cả những gì chị đã chung lo cho xã hội cho người thân cho em út và các cháu của mình tôi cũng từng biết chị tham gia đóng góp cho chương trình học bổng cấp thành phố với tấm lòng của một ân nhân xin kính tặng chị mấy dòng thơ chân chất nhưng đó là tấm lòng ngưỡng mộ kính yêu của tất cả chúng em dành cho chị một người chị luôn vì tất cả đàn em chị đã vì em giả từ thời con gái mãi chăm lo cho đến tận bây giờ giống như tầm cứ mãi ôm tơ còn dáng chị nhọc nhằn trong công việc. Chị vững chãi giữa cuộc đời mãi miết, để đàn em hạnh phúc yên lành, để các em hát khúc hát màu xanh, riêng phần chị chọn âm thầm lặng lẽ. Bích thủy là dòng sông xanh rất đậm, sẽ có chúng em bên chị giữa cuộc đời, xin bù đắp những niềm yêu của tháng ngày còn lại mai này dù có xa chúng em vẫn luôn nhớ về chị với tất cả niềm kính trọng quý mến và cảm phục đức hy sinh bao dung của chị một người chị cả toàn tâm toàn ý cho đàn em và cho công việc chung của xã hội cho tổ chức công đoàn mà chúng em đang tiếp bước kính chúc chị luôn mạnh khỏe an nhiên trong cuộc sống và mãi mãi là chị bích thủy thân thương của chúng em